việc đánh giá kết quả hiệu suất làm việc của nhân sự như kho tài liệu online 24/24, tích hợp đồng bộ các tài khoản của các nhân sự, lập báo cáo và đánh giá nhân sự qua các công việc được giao, tiến độ, mức độ và kết quả hoàn thành trong thời gian đánh giá, quản trị tài chính, quản trị môi trường, quản trị thông tin và giao tiếp thông qua các ứng dụng phát hành, thông báo các văn bản nội bộ và bên ngoài, chữ ký điện tử, quản lý tài nguyên, phòng họp, lịch trình các chương trình hội thảo. Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sinic, chủ đầu tư khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, cho rằng chuyển đổi số là một cái hệ thống quản trị vận hành là bước đầu trong tiến trình đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững chuỗi khu nghiệp sinh thái mà Nam Cầu Kiền mong muốn phát triển. Thế đây là gì? Là đến bây giờ thì khu nghiệp Nam Cầu Kiền của chúng tôi đã làm chủ được cái công nghệ về quản trị qua cái phần mềm công nghệ thông tin của mình để điều hành phát triển cái doanh nghiệp đó một cách chặt chẽ, từ kiểm soát về môi trường, kiểm soát sản xuất, kiểm soát về công nhân, tất cả. Để hết tin luôn là theo báo Tuổi Trẻ dẫn ý kiến từ luật sư Trương Hồng Điền là trưởng văn phòng luật sư Xuân Phú, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, thì căn cứ theo điều 4 thông tư 12, trước khi mà người lái xe vận chuyển hành khách, người điều khiển vận tải hội phải kiểm sự tính toán kỹ càng và số tiền tích lũy được của cả hai. Vợ chồng chị Hà bỏ ra khoảng 30% giá trị căn nhà, đồng thời tận dụng những chính sách ưu đãi. Bức tranh pha tức là nó làm cho giảm cái mở của bàng quang ra, chúng ta đi tiểu dễ hơn. Hoặc là những ức chế về cái kích thích của bàng quang, tức là antimuscarinic làm cho giảm tần suất đi tiểu, chúng ta không có bị đi tiểu nhiều lần hoặc là đi tiểu đêm. Rồi nếu mà chúng ta muốn giảm cái thể tích tuyến liệt thì chúng ta có thể sử dụng những nhóm thuốc ức chế cái enzyme 5 alpha reducta để chủ yếu là để giảm cái thể tích tuyến liệt như đó. Để có những thông tin. Hey, và trang viên bóng mát. Đặc biệt, tiết mục mở màn giấc mơ phù đổng mượn câu chuyện truyền thuyết phù đổng thiên vương để gửi gắm thông điệp về sự cất lương sự cơ máu đến tế bào của các bộ. Nhưng mà thưa quý vị, nó không hề từ khi ở máu á rồi đến ở mô và tế bào á thì không phải tự nhiên nó đi được, mà nó phải có một cái yếu tố để mang nó đi. Và cái yếu tố ấy ta gọi là insulin, tức là cái nội tiết tố của cái tuyến tụy. Cho nên nếu như nào đó có vấn đề gì về tuyến tụy